Toronto phở năm mới cùng màu mà mới, an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường. Đó là những sản phẩm đựng đồ ăn của Toronto phở. Từ các món khô cho đến các món súp phở đều được gói cho khách hàng mang về và dùng được ngay. Hãy gọi order Toronto phở ở 3 chi nhánh 289 401 1700. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Toronto phở chân thành cảm ơn quý khách. Mỹ lại xác lập kỷ lục buồn mới với hơn 3.800 người chết vì COVID trong một ngày. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ đã lập một kỷ lục buồn mới khác về số ca tử vong do mắc bệnh COVID-19 nhiều nhất trong một ngày vào hôm ngày 6 tháng 1 với 3.865 người. Đến nay, tổng cộng đã có hơn 361.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19. Số người chết tăng vọt gắn liền với số ca nhiễm bệnh mới và số người nhập viện cũng tăng lên. Hơn 138.000 người Mỹ đang phải nhập viện về chữa trị COVID-19 mỗi ngày và cũng là một kỷ lục mới. Toàn nước Mỹ hiện có trung bình hơn 200.000 ca mắc bệnh mới mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều người Mỹ đang tỏ ra mệt mỏi với các hạn chế của đại dịch COVID-19, bất chấp sự hối thúc của các cơ quan y tế công cộng phải duy trì các biện pháp đó nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Tổng thống Donald Trump phần lớn đã giữ im lặng về cuộc khủng hoảng y tế công cộng nghiêm trọng nhất trong vòng một thập kỷ qua, khi ông tập trung vào các nỗ lực nhằm đảo ngược lại kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 năm ngoái. Nhiều thống đốc cũng đã miễn cưỡng áp đặt các biện pháp hạn chế mới. Hiện ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm với sự xuất hiện của hai loại vaccine COVID-19 của hãng Pfizer và Moderna. Tuy nhiên, nỗ lực để phân phối vaccine mới bắt đầu chậm lại và các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ. Sẽ phải mất rất nhiều tháng nữa cho đến khi vaccine được phổ biến rộng rãi và sự xuất hiện của chủng SARS-CoV-2 mới đang đặt ra một mối đe dọa lớn hơn. Do nó dễ lây lan hơn, cho dù là không gây chết người nhiều hơn. Biến chủng virus hiện đã được tìm thấy ở nhiều bang của Mỹ. Các bệnh viện ở khu vực hiện đang trong tình trạng quá tải, đặc biệt là ở Los Angeles, bang California. Đáng chú ý, gần đây, các đội cứu thương của Los Angeles đã hướng dẫn không vận chuyển một số bệnh nhân có cơ hội sống sót thấp đến bệnh viện vì không thể đáp ứng được việc điều trị chữa trị cho họ trong những ngày này. Cơn khủng hoảng nhân quyền toàn diện vì COVID-19 giữa khu vực sang trọng của nước Mỹ, mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Những ca cấp cứu thực sự nghiêm trọng cũng phải chờ đợi hàng giờ mới có thể tới lượt, đơn giản vì Los Angeles đã thực sự quá tải. Tưởng tượng bạn bị ngừng tim và được đưa đến một chiếc xe cứu thương, nhưng nó sẽ không chờ bạn tới bệnh viện, hoặc một ca bệnh khẩn cấp cực kỳ nghiêm trọng cuối cùng cũng phải nằm đợi chờ hàng giờ đồng hồ ngoài hành lang phòng cấp cứu. Đó là những gì đang xảy ra ở Los Angeles, thuộc Nam California, khu vực đông dân nhất nước Mỹ và nó khiến cho cộng đồng tại đây ngày càng kiệt quệ, kể cả với những người không hoặc là những người bị mắc COVID-19. Riêng tại Los Angeles hiện đang có gần 7.900 người nhập viện vì COVID-19, 21% số đó phải vào phòng chăm sóc tích cực và trong ngày 4 tháng 1 đã tăng thêm 200 người nữa. Ngày 5 tháng 1 thêm 224 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch tại bệnh viện đã lên tới 11.000 người. Tình hình tại Los Angeles đang căng thẳng đến mức xe cứu thương sẽ không nhận chở bệnh nhân có quá ít cơ hội sống sót tới bệnh viện. Theo biên bản công bố, trường hợp bệnh nhân không thể thở hoặc là mạch không còn dấu hiệu đập, thì xe cấp cứu sẽ tìm cách cấp cứu tại hiện trường trong vòng tối thiểu là 20 phút. Nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, họ sẽ được đưa tới bệnh viện. Nhưng nếu không có tiến triển, việc đưa tới bệnh viện là vô nghĩa. Việc mà các ca nhiễm tăng nhanh đã khiến cho nguồn cung oxy trong các bệnh viện bị thiếu hụt nghiêm trọng, có nghĩa sẽ có những bệnh nhân đến bệnh viện nhưng không được thở oxy. Trên thực tế, với việc là tiểu bang đông dân số nhất, California có số ca nhiễm cao nhất cũng là điều dễ hiểu, nhưng số lượng bệnh nhân cần nhập viện tăng quá nhanh đã tạo nên một cơn khủng hoảng trầm trọng. Tính đến ngày 5 tháng 1, tổng cộng 22.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải nhập viện. Trong khi đó số người chết đã vượt mức 27.000 với 368 ca tử vong chỉ riêng trong ngày hôm đó. Ngoài ra, những chuyên gia cho rằng còn một số nguyên nhân khác nữa bao gồm sự mệt mỏi của công chúng vì dịch bệnh khiến họ phản kháng lại chính sách hạn chế ra ngoài. Cùng với đó, cộng đồng lao động thu nhập thấp chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi ra ngoài kiếm sống kể cả các trường hợp may mắn được chở tới bệnh viện họ cũng có thể phải chờ hàng giờ đồng hồ nếu như các phòng đã kín bản thân các nhà chức trách cũng đã kêu gọi công chúng hạn chế gọi cứu thương trừ trường hợp thực sự cần thiết. Xe cứu thương kẹt lại bệnh viện nhiều giờ, nghĩa là số xe để đáp ứng các cuộc gọi cấp cứu sẽ đi ít lại, qua đó khiến cho thời gian chờ tăng lên. Và theo bác sĩ chia sẻ, tình hình sẽ ngày càng tệ hơn, ít nhất là trong vòng từ 4 đến 6 tuần kế tiếp.